Neon phiên bản toàn cầu, miễn phí trải nghiệm tháng đầu tiên. Hay ghê quá. Đàn ông gì mà ghê quá, một tiếng đồng hồ. Trời ơi, nghẹp em rồi đó. Cái nước nhà vệ sinh đó. Trời ơi. Ôi, nhanh quá trời. Ôi, nhanh quá trời. Trời ơi, quá trời. Trời ơi, quá trời. Gì những người? Thôi, ta trả thù được rồi. Cố lên. Chơi tưới nước cho hoa này, một người dùng tay chỉ hướng, một người xoay mặt. Nếu người xoay mặt ngược với hướng tay thì thắng. Ngược lại, nếu xoay mặt cùng hướng với tay thì thua. Ai thua ở lượt đấu của mình sẽ bị đối thủ tạt nước. Các bạn đã hiểu luật chơi chưa? Hiểu ạ. Bây giờ cặp nào chơi đầu tiên ạ? Tôi xin cử gà chiến của tôi. Đó chính là... Ủa? Bên này có chơi không? Tôi muốn hái hoa bên đó. Tôi muốn hái thứ hiệu. Hái thứ hiệu. Hiệu thì hai. Trời ơi. Rồi chơi ai trước gọi tôi xì đi. Hỏi lên đi phát đi. Cho em chơi trước luôn kìa. Quẹt quẹt chứ quẹt tôi xì gì. Chơi chị gì trước á. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 2, 1. Yeah. Rồi, xong rồi đúng không? Đã hiểu đó. Bông hoa này héo quá, cần được tưới nước thôi. 1, 2, 3. 2, 3. 1, 2, 3. Trời ơi. Trời ơi. Rồi, xong rồi. Thực ra đây phải là gà chiến, mà gà cúp nha mọi người. Thật sự á, anh phun có mấy bữa không phun là em thắng rồi. Tạt đi cưng. Má, à. Trời đang nóng. Mà lên. Giữ ca lại nha, đừng phóng ca đi. Đúng rồi, tét mặt nha. Tạt mạnh lên. Ủa? Trời ơi. Sao anh tạt anh vậy? Sao em rồi? Sao tạt xuống vậy? Ai bị đứng gần? Đâu, anh là thầy của chị, anh cũng phải chịu trận thôi. Con, lên mâm. Lên mâm. Cúng con đi. Luộc cúng con luôn rồi. Trời, có thằng luộc không trời? Cali. Cali, Cali tiền đình giỏi nè. Bên này ai? Nam Thơ Liên đi ạ. Dữ vậy bay. Ủa hai chị em nhớ đâu lại hả? Chà chù. Trời ơi, chưa chơi thấy cắm đầu rồi. Chưa chơi thấy cắm đầu rồi. Rồi quánh tôi xì đi cho vui. 1, 2, 3 xì. Thắng quyết định. Rồi em trước. Rồi. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đây, chết luôn. Chết luôn. Rồi tới chị. Ủa chị làm hả? Đúng rồi. Vậy cái nhịp xíu nha. Ok. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Thắng rồi. Rồi. Ai thắng? Chị Thư. Thì ba thử trợ thôi. Thắng mà không biết nữa. Em đang còn bị lót quá. Rồi em đạt nha. Rồi. Em xin lỗi chị. Trời ơi. Trời ơi. Ủa dạ sao vậy? Sao tự nhiên đứng chịu chặn vậy? Ủa? Em thấy cái cà không phải hướng này nha. Cặp tiếp theo Kiều Minh Tuấn. Gãy tay phải chơi với gãy tay. Hai ba. Anh Tuấn làm mạnh lên cái đầu lắc mạnh lên thôi nha. Một đường thôi nha. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hay quá. Ủa? 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 Ủa
đó. Anh bắn thì tôi luôn, anh bắn thì tôi luôn. Tự nhiên bắt người ta. Từ từ, rồi 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi, hay quá. Một, hai, ba. Hai, ba. Thua rồi đó. Thua rồi, đâu chơi nữa. 1, 2, 3. 2, 3. Rồi. Mình né đi vậy. Ủa, trời chơi lớn vậy. Hai. Đàn ông gì mà ghê quá. Ghê dơ quá. Cầm chưa? Tôi Tú lên, Minh Tú. Tú, lên với anh Nhâm Tú. Trời ơi, tôi nhường nhịn cô bao nhiêu lâu nay rồi. Cô kéo nó nấu lại phía sau để ghi hình nào. Đó rồi. Anh Giang mỗi lần gái đẹp ảnh hay yếu ông vía lắm. Anh mà thua anh đừng nhìn mặt tôi á anh Giang. Đúng rồi. Sẵn sàng chưa anh Giang? 1, 2, 3. 2, 3. Hay quá, hay quá em gái ơi. Hay quá. Ủa? 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 Hay vậy lắm. Hay vậy lắm, thua cái tôi cười lớn nhất. Tỉnh táo lên chị, tỉnh táo lên. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Cái gì? Yếu không gì á. Anh đàn đàng hoàng nha. Có những kiểu đạt là ví dụ như là mình trái tay, thuận tay, còn những cú ngược tay nữa. Cú ngược tay sao? Giống như vặn đá vậy. Nè, đó. Điền. Là trẻ em đâu hả? Trời ơi. Là trẻ em đâu hả? Trời ơi. Trời ơi. Rồi, bây giờ ai? Dạ. Có gì nói chuyện không? Có nói chuyện gì trước khi chơi không? Không, không. Được buông ra. Dạ, để em. Chơi một cái show cho anh. Ai mà thua tặng cái show. Show. Đúng rồi, chơi một cái show đi. Cô làm như con thắng hay gì? Chơi năng lượng đi vũ trụ. Bây giờ trước khi chơi hỏi nè, muốn thắng cuộc chơi hay là thắng cuộc hôn nhân? Ủa gì liên quan là sao? Tự nhiên sao đem chuyện gia đình cô ra vậy? Liên quan gì? Thường thường đi chơi game mà thắng là về nhà vợ chồng lục đục. Tôi toàn thua về nhà vợ chồng hạnh phúc. Thật sự hạnh phúc không? Rồi. Không có bắt lưng chồng. Nói với anh chắc vợ em ly dị luôn rồi đó. Chơi tự nhiên chơi game thắng cái vợ chồng không hạnh phúc. Mà bữa giờ tôi thắng không? Hay là anh chù vợ chồng tôi? Anh ly dị anh mới vô lòng. Anh ly dị anh mới vô lòng. Chơi đi. Chơi chị ơi. Rồi em chơi đi. Chơi, em chơi trước hả? Ừ. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hay quá. Một, hai, ba. Hai, ba. Hay quá, em ơi. Hai, con. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Đi trước người ta nữa. Ủa gì hả? Em bị trước nhịp hả? Đúng rồi. Còn lượt nữa mà. Ờ vậy anh đếm dịp giùm em đi chứ cái dịp em trước em bị trước dịp. Thú vị. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rồi. Ngày cấm, ngày cấm đẹp ơi. Chọn chế. Bỏng em. Bỏng em ơi. Hãy tin vào em. Rồi chuẩn bị. Biết trái phải. Biết trái phải. Ủa sao mấy con này ngoài vậy? Dạ nó quen cái cơ khớp đầu với nó rồi. Chuẩn bị. Áp lực quá à. Buka cái này nữa là thắng đó Buka. Thôi. Đừng vậy. Quê cái nữa nè. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Hay quá. 5 cái rồi. Gì vậy? Gì vậy? Ủa, nghe một lần được không? Không. Chuẩn bị. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Trời ơi. Ủa. Mua cái như đập đồ suy nghĩ của em vậy đó. Hai người tạc tôi danh gian luôn đi. Thôi lạc bà cho rồi. Cái hay. Cái hai người tạc tụi tôi luôn đi. Cái hay quá hả. 1, 2, 3. 2, 3. Đó. Hay quá chị Bù ơi. Đâu. Cái show.
không? Không. Em nói chung là em cũng thương chị Dạ. Cái nè đồng đội, em cho mọi người nắm vào chơi nhẹ vào chiếc này và chúng ta cùng đạt được. Bỏ vào vai em đi. Hợp lực. Dạ, có nghĩa là hồi nãy em lỡ đánh chị hai cái thì em cũng thấy có lỗi cho nên là em sẽ nương tay với chị. Tình bạn là ở đây, mình có đồng đội chứ. Đây các bạn, đây. Đúng. Qua kia đứt. Đó. Khỏi đụng nước đi đó. Dạ. Ủa? Khỏi đụng nước. Ủa là cái tình gì vậy? Phạt có người ăn phải là phạt đội đó. Thật vô nghĩa. Hợp lực. 3 2 1 Ủa? Tao giả câm lặng luôn rồi. Nè, anh cũng bị ướt giúp em rồi chứ có hơn thua gì mấy đó. Mấy hôm trời này đang nóng mà đúng không? Tôi kiểu này chết qua hết. Em không thấy là khán giả thấy mặt mọc của Lương Lâm Vĩ Dạ. Chị che lại đi, chị che lại đi. Mặt chị thấy ghê quá. Mặt mọc của Lâm Vĩ Dạ đã lòi ra rồi. Mấy anh chơi đi, mấy anh chơi giỏi hơn á. Sẵn sàng chưa? Sẵn sàng. Rồi, tự xử. Anh trước đi, anh làm tôi trước đi. Ừ. Anh thương tôi không? Thương. Một, hai, ba. Một, hai, ba. Hai, ba. Trời ơi, dở quá vậy. Sẵn sàng ngược rồi. Anh ơi, đã làm gãi tay em, anh cho em một lần. Anh đúng đã làm gãi tay em. Em còn làm lại mà. Anh đưa anh tạt em sao? Không sao. Thua thì bị tạt thôi. Một. Một, hai, ba. Hai, ba. Một, hai, ba. Lát nha. Thì dạ được ta thắng không? Lầm mới là lắm á. Tôi thân bại danh liệt rồi. Tôi thân bại danh liệt rồi. Ba, hai, một, bắt đầu. Đó. Lên, cố lên, nhanh lên, nhanh lên, nhanh lên. Đâu, trời ơi. Đúng rồi, Thí ơi, đúng rồi đó. Bắn cái gì vậy, cái gì vậy? Đinh vô mắt em. Cố lên, cố lên. Hay quá vậy, hay quá ta. Quá wow. Quá wow. Đạp đạn anh em ơi, đạp đạn anh em ơi. Hết giờ. Hay. Còn nhiều vậy đó hả? Trời ơi. Đi. Một, hai, ba, bốn. 16 17 17 17 17 17 17 17 17 17 quá mạnh. Giờ ra mình hai phe bắn hưởng quy đi. Ủa, alo. Giơ tay lên, giơ tay lên. Em chọn anh nha. Tét đầu anh. Anh em chơi gì cũng không giận nha. Giận chứ. Giận gì chơi mà giận. Sao anh chọc. Đói quá. 1 phút 30 giây, bắt đầu. Go. Quy, nhẹ thôi Quy. Bạnh quá Quy. Bạnh quá Quy. Quy ơi, nhẹ tay thôi. Vô mít có sao không? Không sao. Ủa đứng xa chứ đứng chi xa vậy? Thôi sao vậy? Không, anh em mạnh quá. Quy ơi, Quy ơi, nhẹ lại Quy. Ồ. Mày quá vậy ta? Mày quá vậy ta? Hả? À. Vậy đâm xuống, đâm xuống đến đây. Đâm xuống, đâm xuống. 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 Đâm
người xuống. Trời ơi, vậy mà cũng thấy được nó hay quá. Trời ơi. Ướt cũng đau lòng em rồi. Trời ơi, ác ghê. Rết, 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 rết. Ê, rết lên tập trung. Chào anh Huy ơi. Ê, vọng tài ơi, cái gì mà chơi tàn nước vậy? Lùn xuống đất ơi, lùn xuống. Hết giờ, hết giờ. Chết dạ, thảo. Tại sao em lại chơi tầm loại như vậy? Đúng vậy, em lớn rồi. Mà em đắm tầm loại như vậy mà em coi được hả? Từ điểm đi, từ điểm đi. Em có biết cái lương tâm em ở đâu? Cái trái tim em ở đâu? Thảo xuống đâu? Cô ơi, hết rồi. Một. Một. Mười. Mười. Mười một. Mười lăm. Mười lăm. Mười sáu. Mười sáu. Trời ơi. Mười lăm. Yeah, mình an toàn, mình an toàn. Chưa, chưa, chưa. Em đâu đập tay với anh đâu. Em đâu đập tay với anh đâu. Mười lăm, mười lăm. Cãi mười lăm. Cãi đi. Bắt đầu. Ê! Không thấy được. Không thấy được. Bắn đi ba ơi. Bắn bắn bắn. Trời vậy. Qua qua. Qua cái gì? Qua qua qua. Qua qua. Qua cái gì? Quá lăng gian đi. Anh đi đâu vậy? Anh rời bỏ cuộc chơi rồi. Ủa? Chơi. Trời ơi. Trời, trời ơi! Anh chơi mà anh chơi ô dù. Rồi sao mà vô? Hay 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 hay. Nó vô lỗ tai rồi. Tai rồi. Bắn lỗ tai anh. Bắn lỗ tai. Mạnh lên. Trời ơi, muốn chơi mạnh lên, mạnh lên. Bắn lỗ tai em thôi, bắn lỗ tai em phải làm gì nè. Thoải mái quá, em thoải mái quá. Yên lâu đi, ai? Yên lâu đi, yên lâu đi, ai? Ai ra rồi, trời ơi. Ai ra rồi. Ai ra rồi, trời ơi. Trúng cái bắp rồi. Anh ơi, không uống được cái gì anh Giang. Nó tàn cái mặt. Nó vô mặt. Ai. Chào cà liên ơi. Tội nghiệp anh quá à. Cà liên ơi. Em. Đừng thả anh nữa. Đừng thả anh nữa. Cà liên ơi. Cà. Đừng thả. Hết giờ. Hết giờ. Trời ơi, tiếc quá à. Ủa mọi người chơi gì vậy mọi người? Cái gì vậy? Thôi chị em nói. Để em đếm cho. Một. Rồi. Hai. Ba. Bốn. 12. 19. 25. 72. 46. Một trái nha quý vị nha. Nhiệm màu chưa? Một người đàn anh mà cái nào cũng biết. Một tiếng đồng hồ. Trời ơi. Nghiệp em nói đó. Cái nước nhà vệ sinh đó. Đợi cuối. Tôi đề nghị không tạt nước này nữa, đổi qua nước mắm đi ạ. Nước mắm nào mà tôi có thể tạt hết? Không cần hết, một lít thôi. Đâu phải quay văn thiết đâu mà nước mắm nhiều. Anh chơi hơn thua tụi tôi hả? Nãy ai tạt vô cái lỗ tai vậy? Chính là tôi muốn anh bị viêm tay giữa. Bị viêm tay giữa. Ba, hai, một, bắt đầu. Trời ơi! Đứng ra vòng, đứng ra vòng. Đứng ra vòng, đứng ra vòng. Ủa, bác quá. Hey. Bự quá, dài quá. Hey. Đó.
Hey, sao em vô đâu không vậy? Vô nè. Thôi. Vô. Tăng tăng bắn ra. Ây da, trời ơi. Ủa sao bắn làm đây? Ủa sao bắn làm đây? Trời ơi. Lẹ đi. Trời ơi, cực đâu. Ây da. Ây da. Lâm ơi, Lâm. 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 Lâm ơi, nhìn anh nè. Lâm. Lâm ơi, nhìn anh nè. Gì vậy? Ây da. Nhìn anh nè. Vô. Rồi. Em ơi. Nhìn anh nè. Nhìn anh nè. Nổ tiểu nổ rồi. Hết giờ. Cái gì vậy? Trời ơi. Trời ơi, sao có nửa trái nữa? Mấy cái rưỡi? 4, 5, 6, 7, 8 7 rưỡi, 7 rưỡi, 7 rưỡi. Cái này không tính, cái này không tính. Em hứng sao được 7 trái nữa vậy? Được rồi. Jennifer ra đi. Lê Vũ Lâm sẽ chọn Hiếu thứ hai. Nữa. Nữa. Ra đi. Sao anh thù em hay gì vậy? Tôi thù cậu mấy tập trước rồi. Trời ơi, vậy mà bây giờ mới biết. Lật mặt. Trời, cậu bóng vô. Hiểu được chơi chưa? Em hiểu rồi. Mà có cần thử không? Thôi không cần thử đâu. Cái nhịp đếm là 3, 2, 1 là chụp. Ủa? Đâu có đâu? Xuân Thi thắng chụp liền mà. Em phải thắng là chụp luôn. Thật sự tỉnh táo rồi. Anh hiểu thật chưa? Anh hiểu thật chưa? Anh hiểu rồi. Đâu hết rồi. Vô nhà ở. Mọi người vô hết rồi. Dừng lại đi. Diễn gì thấy gì? Mất mặt quá à. 3, 2, 1 Xuân Thi. Xù xì. Thắng nha anh Lâm ơi. Ôi nhanh quá trời. Ôi nhanh quá trời. Trời ơi quá trời. Trời ơi quá trời. Trời ơi quá trời. Thù hạng gì những người. Thôi sao trời ơi. Thả thù thì rồi. Thả thù thì rồi. Thôi ta trả thù được rồi. Cái bằng tan nè. Trời ơi. Cái bằng tan con nhỏ. Tôi trả thù được rồi. Cặp cặp theo sẽ là tôi và Hiếu thứ hai nữa. Tôi và Hiếu thứ hai nữa. Như mà đang xuân nè. Anh Trường Giang và chị Nhã Phương. Đúng. Đúng. Ủa nữa hả? Đó, đừng anh ngại hả? Đừng có đem cái sự dằn vặt gia đình mình cho. Trời luôn. Chị không ngại, tại sao anh ngại? Đúng rồi. Phụ nữ không ngại. Anh Giang. Bây giờ em ra cái em đá cái này hả? Đây, tôi chỉ nói nhỏ người anh tôi như thế này. Thắng một game, nhưng thua cuộc hôn nhân. Đúng. Anh chọn. Anh chọn đi. Cuộc chơi là ngắn, cuộc đời là dài. Hãy chọn đi. Cái gì? Bao. Đếm 3, 2, 1. Vô anh. Không được, không được. Không được. Trời ơi, sao lại mình thua vậy? Ê, không có vậy. Đẹp, gái, gái ra. Thua mình thua. Ở nhà là hay vậy nè. Ở nhà là vậy. Cái gì mình thua là chịu. Đúng rồi. Bạch công tử ơi. Hả? À, vậy là thua cái gì ạ? Tôi không dám nói nữa. Đây là thời gian để cho hai bạn làm lành.
mời hai bạn đi vô kia. Hai bạn vô kia. Vô ôm, xin lỗi người ta đi. Đi vô ôm. Nếu vậy là thì ta tỉ mụi mình chứ hả? Thể hiện cho người ta thể hiện là. Ủa, tại sao em ra cái bao, em ra cái bao luôn? Anh tụi em ra cái bao, em sẽ ra cái búa. Rồi em thấy vậy là vui rồi, anh giải thích em là anh gì? Em sợ thiệt mà em tin chồng em là sẽ tin em. Trời ơi. Đây mà đổ lòng nào đặt niềm tin của người ta là con gái. Tội nghiệp con bé quá. Tội nghiệp quá. Sáng quá. Mời Bạch công tử. Nào huynh đài, chuẩn bị. Rồi lên nha anh. 3, 2, 1. Chỉ sợ đồng đội thơ dại. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn ơi, cố lên. Rồi, Tiến Ngân vô nha. Có hỏi han gì không? Không à. Ngân, tập trung nha em. Em rất tập trung luôn á. Ừ. 3, 2, 1. Chê lại vậy. Che sẽ dính mặt. Rồi. Tại chuyện em giết người ta. Quê đây. Lượt cuối đi. Vui đó. Với bánh bèo. Đúng rồi. Hợp lý không? Hợp lý. Bao nhiêu năm tập yoga nhanh nhẹn dùng anh cái. Yoga chậm rãi. Chết tôi rồi. Ai con này xui lắm. May mắn lắm, nó hơi thù à. Ba, hai, một. Bị liệu gán vậy ta cái kéo mình cái kéo gian vậy. Sao em bị liệu vậy? Em bị liệu chủ quá vậy, kỳ vậy, em bị liệu chủ quá vậy. Rồi lại nè, 1 2 3. Sao cái tâm lý mà cứ chụp cái này hoài vậy? Một hai ba. Thắng Ủa trời ơi, không được rồi. Tự nhiên chị Ngân cầm cái tay. Chị muốn làm gì hả? Trời ơi. Ê, tâm lý thắng bé gái nha. Tâm lý thắng cho con nha. 1, 2, 3. Bao nhiêu lần thắng nha. Chơi 6 lần cũng thua hết là thua. Không có em. Anh Giang Hy sinh ra đình mình là chơi tới tối. Tại em có cái tính liệu á. Tính nữa à. Không có em nghe nói trò chơi này chơi cho có thôi. Nhục như vậy mà chưa có hả? Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Cố lên, cố lên Luân ơi. Trời ơi, mấy cái này. Luân ơi, từ từ nó sẽ nhanh. Ủa cái này càng nhanh càng bị mất lực cho Luân nha. Ok. Cũng gọi là ghê đó. Hello anh Tấn. Hello. Không em được, ơi. Không em. Được, được, được anh ơi. Nha. Thăng bằng ở giữa Luân ơi. Hả? Thăng bằng trong dây ở giữa. Chứ ba là dây ở đâu? Tôi nhân lúc chuyện nhỏ tưởng như là khó. Rồi, anh. Thôi lên Luân. 10 phút Luân ơi. Trước 10 phút nha. À, quên tính thời gian, quên nãy giờ. Má ơi, cao quá, cao quá, cao quá, này cao quá, cao. Ê, hiểu như con khỉ vậy hả? Này dễ, trời ơi, này đơn giản. Đúng rồi, Luân ơi, hợp lý Luân ơi. Xuất sắc Luân ơi. Hay quá Luân ơi. Đẹp quá. Mình ơi, đưa cái vỏ ngọc trai tôi giữ giùm cho. Thôi, không sao đâu, tôi giữ cho. Trời ơi. Biết vậy đi lai 1. Ủa em là lai 1 hay lai 2? Em lai 2. Lai 2 hả? Khó không em? Khó nha. Khó hả? Giữ trọng tâm nha em, cẩn thận. Này khó anh ơi, khó. Khó không? Sao thấy dễ quá vậy? Dễ là tại vì em làm á. À. Từ từ cũng qua thôi. Hay em ơi. Ê, đó, ok. Làm vô. Thôi cũng đỡ, hợp lý chưa? kẹp vô. Ê, sao chơi cái vậy? Đừng nhanh, để đó rồi. Đừng nhanh là chết. Lai 2 hả? Có nha. Hay quá Luân ơi, tiếp luôn. Anh Giang ơi. Anh để cho nào dưới. Trời ơi, Chris, phát nữa. Đi ngang giống như là đi cầu khỉ vậy đó em. Cầu khỉ, rồi. Đúng rồi. Cẩn thận nha. Cái này là trượt một cái là rớt đau lắm á. Này, ôi. Nhanh, còn 3 phút. Cái này dễ. Qua luôn, chú này dễ luôn. Hay em ơi. Okay, tiếp Luân ơi. Rồi, đi. Ê, thằng em mình nó dậy rồi. Cẩn thận nha, cái này là trượt một cái là rớt đau lắm á. Đâu có khát nước đâu mà bơm dữ vậy. Đúng rồi, đi xuống bên này, đạp chân vào đây này. Ê, anh thấy. Đó là Luân ơi, sắp tới rồi Luân ơi, hay quá Luân ơi. Tiếp không Luân ơi? Ủa, phải đội một, đội không vậy? Ủa? Trời ơi, bị liễu. Ê! Hỏi được rồi, hay quá, hay quá ơi. Tuyệt vời em ơi. Ôi, ném nhắm vô. Hay luôn. Hay quá. Chân dài là lợi thế, chân dài là thế. Chạy đi. Khách về đích rồi Luân ơi. Trời ơi, cái gì vậy? Sao quá, được hết trơn á. Cứu tự cứu lấy mình đi. Hay tiếp luôn.
Tới tới. Qua nhà hàng xóm rồi. Luân ơi, một phút nữa em ơi, chạy lên, chạy lên, chạy lên. Cố lên, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Qua luôn, qua luôn. Hay hay, qua luôn, qua luôn, qua luôn, qua luôn. À, nãy giờ mình chưa sẵn cái này. Tặng luôn một. Ủa? Trời ơi. Trời ơi. Cố lên em ơi. Ủa? Ôi da. Ôi, ôi. Ôi, ôi. Ôi, ôi. Ôi, trời ơi, hù anh cái thôi, làm gì dữ vậy? Trời ơi, mặt em xanh quá Hiếu ơi. Quá em ơi. Còn 1 phút luôn ơi. Chạy được, 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 chạy được. Trời ơi. Con ác vậy, trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi, chạy, chạy, chạy. Chạy luôn ơi. Chạy đi đi. Chạy tiếp đi. Vô vô vô. Ủa sao ta sao tiếp tiếp. Kéo ra ngoài luôn. Sao tim mình điểm mình luôn vậy? Hay 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 hay. Loại này dễ, này dễ, này dễ, này dễ. Qua 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 qua. Lấy quà trước, lấy quà trước, lấy quà trước. Lấy quà trước. Rồi rồi. Ồ cái này khó nha. Này là sao ta? Ây da. À. Ước quên, ước quên. Sắp xong rồi. Ném, ném Hiếu đi ném. Dài thiệt luôn á. Này qua sao ta? À, đi cầu khỉ. Đừng có đi thẳng cái ngó cái bàn chân như vậy. Đi chéo chéo á. Ừ, đúng rồi. Chứ nó không lại bị trượt á. Ok anh. Ờ. À, đúng rồi. Ủa Hiếu đi gì lâu vậy? Em đi phượt Hiếu. Xa quá, xa quá. Lẹ lưỡi ra rồi mới quà mới cho vô được chứ. Lẹ lưỡi. Ờ, lẹ lưỡi là tặng quà nha. Trời ơi Hồng ơi. Trời. Trời. Ai da. Ôi sao nó không bể. Nó 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 nó. Get go. Trời ơi em chậm quá Tú ơi. Tú từ từ anh. Ủa thằng Tú bậc 2 hả? Ủa nhanh vậy? Lùi. Ây da trời ơi. Trời. Nôn 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 nôn. Trời không thấy đường luôn. Ây da. Đón đầu luôn. Đón đầu vậy. Anh Tú ơi. Hay quá anh Tú ơi. Thông minh quá, không cần cái dây kia. Yeah.
Sao nó xa hả ta? Từ từ thôi, từ từ thôi. Cái đó nguy hiểm á. Rồi, ok. Ôi da trời ơi, cái này lọt chết. Ôi da trời ơi, chết rồi. Ây da, ây da. Gì sao rồi, còn bắn cái bằng nghĩ gì? Bắn anh thôi. Ây da. Sao cái này nó không bể ta? Cái này mới bể. Cái này mới bể. Cái này mới bể nè. Ây da, đừng, 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 đừng té. Ê, cứu em, sạc hát. Sạc hát anh Giang ơi. Hả? Cứu. Hả? Cứu. Rồi, ù tai luôn rồi. Trời ơi, đừng vậy sao chơi. Rít. Rít. Vậy sao chơi? Ừ, vậy sao chơi? Thì thua, thì thua. Trời ơi, mấy đứa trẻ anh quá. Anh yếu đuối lắm. Mẹ lên anh Tuấn ơi, trễ lắm rồi. Trời ơi, trời ơi. Trời ơi, có phải đường tan đâu. Trời ơi, ấy nha. Trời ngon nè. Ôi trời ơi, tôi mất trí nhớ luôn rồi. Ấy da. Ấy da, đau chân quá. Trời ơi, ủa mấy người kia có bảo vệ tôi không vậy? Đồng đội của mình đang quá sóng gió rồi. Đội bạn đã quá phá đồng đội của tôi rồi. Tĩnh tâm nào. Không có ai cản trở mình đi còn không xong. Rồi, nó tấn công lại luôn kìa. Rồi, nó ghê vậy. Chạy lắm rồi Tú ơi, cái hộp quà nó 8 năm rồi. Cứ từ từ, cứ từ từ thôi. Ê, cái đó là coi như là Tú không lấy được hộp quà luôn á. Chắc chắn luôn. Lên, lên. Lên. Đâu, hộp quà đâu, hộp quà đâu. Nè, nè, trên đầu nè, trên đầu lấy đi. Đó là tình anh em đó. Tình anh em là vậy đó. Võ quá. Từ từ, trời ơi, trời ơi, trời ơi. Trời ơi, chưa. Tôi mới đi thôi. Mũi đá gì? Mũi ra cái kéo. Tôi ra cái búa. Hãy xem đây. 1, 2, 3.
Ủa, mày. Làm được. Đang thắng rồi. Trời ơi. Đang 2-1, đang 1. Có thể tụi. Em không có thật thà gì á. Ủa. Ờ đúng rồi hả? Ủa em mới thật thà đó. Trời ơi. Anh biết bơi không? Anh biết chứ. Tôi thôi anh biết bơi, anh nói là biết bơi không? Không, tôi biết bơi. Anh phải làm chung tôi. Anh phải làm chung tôi. Rồi. À, anh biết bơi không? Em biết bơi không? Tôi phải ăn bên anh luôn. Anh học bơi chưa? Chưa. Sao vậy? Chưa. Sao vậy? Chơi với mấy người mà đầu óc mà. Ủa thì tôi thật tình với em. Làm giống anh ơi. Thì làm giống nè. À, hỏi đi. Anh biết bơi không? Không. Ủa làm giống nó kêu nói giống đâu. Nói giống luôn cái gì? Làm giống nói giống luôn. Rồi. Ngủ lại. Sao ngủ lại? Chơi tiếp. Chân nè. Học xuống. Ủa em. Em xong rồi đó. Ừ. Để em học về từ đầu xong rồi đó. Không, người khập xuống là xong nè, khập xuống đó. Không, đó, em học chân xuống vậy mà. Đi rồi đàn thân có chân. Ủa, nè. Nó không có lỗ. Không, tôi đem qua coi đi. Sao đi được nè? Em đi được thì răng đâu đi được. Ừ. Anh dở chưa lên? Anh dở chân dở được. Anh dở chân dở được. Ủa, thì nó hỏi, nó nói em phải làm gì theo nó. Anh học chân xuống. À, học chân xuống. Học nè, học còn cái gối nè. Cũng còn gối nè. Tôi dở chưa lên? Tôi dở chưa lên. Đâu? Không được. Đâu? Ok. Hay gì? Hay vậy? Em có cần phụ, em phải đáp phụ chứ. Ừ. Cho anh cái ống. Của em. Lên. Xuống lại. Anh xuống lại. Ủa, xuống lại hả? Nằm sắp xuống. Nè, tiếp theo nè, anh nhìn nè. Nè, tiếp theo anh nhìn. Một viên ngọc. Mong qua đây. Quang xuống không? Tôi quang hướng nào là tôi quang hướng đó. Một viên ngọc, tôi quang hướng nào là anh phải quang hướng đó. Tôi quang xuống đây. 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 Tiền lấy của tôi kêu lão tiền trả đi. Không dám nhìn xuống, con mắt nó đang nó đỏ. Ôi. Qua cúng thêm đi qua. Nè, đi nè. Đi. Không, đi đây gì, đưa đại viên rồi. Mình chơi đồng đội đi, chơi đi, mình giết người ta đó. Thì đó, mình cứ lấy viên về trước đi. Ok. Để làm gì? Cho anh mượn cái áo đi. Đâu có đủ rồi. Ok, ra. Em ơi, anh biết bơi không? Anh biết bơi không? Rồi. Lấy thêm một viên nữa. Đây cứ lặn vô. Giống như chờ thời vậy trời.
Một. Một. Hai. Hai. Ba. Ủa? Phó. Ủa? Nhiều quá. Nhóc bé. Ủa? Ủa? Phó. Ủa? Nhóc bé. Ủa? Quỷ. Không biết phải. Con quỷ không biết phải. Thấy không lớn? Lớn lớn lớn. Nhóc bé. Dâu mẹ, yêu trước ngày cưới, 20 giờ thứ 6 thứ 7 hàng tuần, duy nhất trên siêu ứng dụng giải trí Vion.